Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị với một cái chủ đề, đó chính là nghệ sĩ ảo tưởng và vênh váo. Thì xung quanh những cái câu chuyện gần đây liên quan đến giới showbiz, thì những cái lùm xùm liên quan giữa Hồng Đăng cũng như là Hồ Hoài Anh đang nhận được cái sự quan tâm cực kỳ lớn của cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ. Liên quan đến những cái cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh tại Tây Ban Nha. Chúng ta có thể thấy là mặc dù chưa có những kết luận chính thức từ phía nhà chức trách Tây Ban Nha, nhưng những cái ảnh hưởng cực kỳ lớn đã đối với Hồ Hoài Anh cũng như là Hồng Đăng. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một số những cái thành phần ca nghệ sĩ, diễn viên có những cái danh hiệu như là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thì cũng lên tiếng bênh vực và đưa ra những cái quan điểm của mình. Điều đáng nói ở đây đó thì những cái quan điểm, những ý kiến bênh vực của họ bị cư dân mạng phản ứng cực kỳ gay gắt. Bởi lẽ chúng ta có thể thấy rằng không có một nghệ sĩ ưu tú nào lại phát ngôn thiếu chuẩn mực và thiếu văn hóa đến như vậy. Và sau khi bị lên án thì cô ấy đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận cái sự bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình. Đó là chính là nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh cũng như là Kim Oanh. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là sau những lời xin lỗi thì cư dân mạng lại một lần nữa lên tiếng, đã là nghệ sĩ ưu tú thì tại sao lại nói cái từ bồng bột, đâu phải là một đứa trẻ con. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đâu phải chỉ là một cái bảng để cho có mà thôi. Thì đây là một bài báo với một cái tiêu đề mặt trái vụ Hoài Anh và Hồng Đăng, nghệ sĩ ảo tưởng và vênh váo, mà cũng là chủ đề ngày hôm nay mà Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị. Đó là một trong những cái ý kiến của bạn đọc cũng như những khán giả, những người hâm mộ đã chia sẻ xung quanh cái vụ việc của Hồi Đăng cũng như Hồ Hoài Anh cũng như là Hồng Đăng, và cũng như những cái phát ngôn của những nghệ sĩ nhân dân hoặc là nghệ sĩ ưu tú trong những cái lùm xùm xung quanh giới showbiz. Mặc dù chúng ta đã được biết đó, mới đây thì cái Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành ra cái bộ luật, đó chính là 4T, đó chính là bộ quy tắc ứng xử đối với nghệ sĩ trên không gian mạng. Nhưng mà dường như thì các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân này họ bỏ qua, họ không hề màng đến những cái bộ quy tắc ứng xử này trên không gian mạng, thậm chí kể cả hình ảnh của một nghệ sĩ nhân dân hay là cho đến một nghệ sĩ ưu tú. Thì sau đây xin mời cô chú chị chúng ta cùng nghe những ý kiến của một số khán giả, số bạn đọc xung quanh sự việc mà các ca nghệ sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa trên không gian mạng. Lỗi văn hóa được thể hiện rõ trong những lời bênh vực của một số nữ nghệ sĩ dành cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Từ đó độc giả đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều, có người thì cho rằng nghệ sĩ ảo tưởng và vênh váo. Những chia sẻ đừng ăn theo câu view trong vụ Hồi Anh cũng như Hồng Đăng của độc giả Trương Thị Hồng. Hay lỗi văn hóa của nghệ sĩ. Từ bạn đọc Nhan Phúc Nguyễn nhanh chóng trở thành những chủ đề bình luận hot trên Vietnamnet. Theo bạn Quang Phạm, các chia sẻ này đều rất hay và những hành vi vi phạm luật thì cần phải bị lên án. Bao che, bao biện cũng là đồng lõa với cái ác và cái xấu. Thiếu văn hóa thì không nên làm nghệ thuật. Đó là một ý kiến của độc giả T. Nguyễn, cho rằng những chia sẻ của bạn Nhan Phúc Nguyễn rất hay, khách quan, đúng đắn và có ý nghĩa. Có điều tôi không đồng ý khi tác giả bài viết dùng hai từ xấu xí trong trường hợp đó. Theo tôi, chữ đúng nhất của nó phải là xấu xa. Chữ xấu xí dùng để chỉ về hình thức bên ngoài, còn xấu xa là để dùng để chỉ bên trong. Con người có hành động, có lời lẽ, tâm hồn, nhân cách, không có đạo đức, ác độc, xảo trá và lưu manh. Đó là con người xấu xa chứ không phải là xấu xí. Trong khi đó thì một bạn đọc ở một địa chỉ xin được giấu tên tác giả và sử dụng cụm từ lỗi văn hóa là hết sức tế nhị. Độc giả Nguyễn Nữ khá gay gắt khi chia sẻ nè, nghệ sĩ dù có tài năng đến đâu mà sống thiếu văn hóa, thiếu đạo đức thì không nên làm nghệ thuật. Đừng phát ngôn thiếu văn hóa để ảnh hưởng đến tư tưởng của mọi người. Đừng nghĩ ai cũng thiếu văn hóa như mình. Một bạn độc giả khác thì đã gửi email cho một tờ báo, đó chính là Vietnamnet. Với nghệ sĩ nhiều người quên không biết mình là ai.
cứ nghĩ mình là người có công chúng, được nhiều người biết đến nên rất danh giá. Đến như mấy là anh biên tập viên, mấy người đọc tin trên truyền hình cũng vừa học lối Tây, vừa nói vừa khua tay múa mép, quên luôn khán giả có cả là những bậc cha ông. Những cái khua vừa vô duyên, vừa ngạo mạn thể hiện cái tôi trước công chúng. Còn các bạn Lê Di là nhiều người hoạt động nghệ thuật đang chọn một hướng đi là cách làm nổi mình. Giờ người ta cần nổi, bất kể nổi theo cách nào. Trong khi đó thì bạn Nguyễn Thủy lại đặt câu hỏi tại sao hoạt động trong ngành văn hóa mà phát ngôn vô văn hóa, thiếu giáo dục như thế. Một bạn đọc Hà Quốc Sơn lại muốn phân biệt rõ những người nghệ sĩ chân chính. Theo tôi phải phân biệt đâu là nghệ sĩ, đâu là phường chỉ biết kiếm tiền rồi cậy nhiều tiền mà hõm hỉnh coi thường người khác. Chỉ có như thế thì mới thực sự vinh danh những nghệ sĩ chân chính. Tương tự thì bạn Nguyễn Thế Công sẽ cho rằng nghệ sĩ chân chính họ sẽ phải cẩn trọng khi phát ngôn, chứ nghệ sĩ thì mình nhiều người chỉ có cái danh mà thôi. Độc giả Ngọc Quỳnh lại đặt ra một góc nhìn rất đáng quan tâm với cả xã hội. Đây là vấn đề khá phổ biến trong xã hội hiện nay, chứ không riêng gì nghệ sĩ. Nó phản ánh sự suy đồi về mặt đạo đức. Tuy nhiên, nếu đã là người của công chúng thì nghệ sĩ cần phải giữ được chuẩn mực đạo đức mới nhận được tình cảm của công chúng. Nhiều nghệ sĩ ảo tưởng và vênh váo, đó là một trong những vấn đề mà độc giả Hoàng Trần Bá đã đặt ra khi chia sẻ. Nghệ sĩ Việt Nam rất nhiều kẻ ảo tưởng và vênh váo, tự cho mình là thuộc đẳng cấp cao hơn người khác, tự ví mình là hổ, là báo, rồi coi người khác là chó, là mèo. Thì đây là một cái bài viết của Kim Anh, một cái câu khi cho rằng bình luận liên quan đến vụ Hồi Anh cũng như là Hồng Đăng. Cô ta cho rằng là hổ báo xa cơ thì không đến lượt chó mèo phân xử. Và cái câu này cũng đã bị lên án cực kỳ gắt gao, thưa cô chú anh chị. Một độc giả khác, bạn Thanh Vu Du thì châm biếm: mọi người nên thông cảm, họ cũng chỉ là người mua vui trên ánh đèn sân khấu mà thôi. Hổ báo trên sân khấu. Còn Minh Kiều thì lại tâm sự: các cụ xưa có câu sướng ca vô loài, giờ tôi mới hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Một độc giả khác là Long Nguyễn đã đưa ra lời khuyên: các bạn làm văn hóa nên sống một cách có văn hóa. Chuẩn mực thời này đơn giản quá, các bạn chỉ nổi lên qua YouTube. Có những bạn thì chỉ nổi qua YouTube thôi, nhưng sau đó tham gia một số game show rồi tự nhận mình là nghệ sĩ. Một số ca nhạc sĩ thì sống một cách hoang dại, cuồng ngôn, tiền vào nhiều quá, đôi lúc quên mất xuất xứ và trình độ của bản thân. Trong khi đó thì một bạn là Phạm Văn Minh, họ tự cho họ là vùng cấm. Còn bạn Khanh Hài Hước thì những nghệ sĩ này thì bị đánh rơi cuốn sách giáo dục công dân rồi. Nhắc đến hai từ vùng cấm thì chắc hẳn rằng cô chú anh chị đó, chúng ta được biết đó, nó gắn liền với cái biệt danh của ai rồi. Có một ý kiến của rất nhiều bạn đọc thì cho rằng là cần phong sát những nghệ sĩ không có những hình ảnh tốt. Ý kiến này là hoàn toàn không còn mới mẻ, bởi ngay sau những phát ngôn của Kiều Thanh cũng như là Kim Oanh thì nhiều độc giả đã lên tiếng, thậm chí là yêu cầu tước đi bằng nghệ sĩ ưu tú, những cái danh hiệu rất là danh giá được đảng và nhà nước trao tặng. Tuy nhiên thì mới đây một bạn đọc như là bạn Nguyễn Mạnh nhắc lại việc Việt Nam cần phải học Trung Quốc về lực phong sát. Có chung quan điểm với bạn Huỳnh Kim Lân đã chia sẻ: một bộ phận giới showbiz Việt Nam ngày nay sống ngoài chuẩn mực văn hóa, đạo đức và truyền thống. Họ làm xấu đi những hình ảnh người Việt trên thế giới. Những người khác lại đi bên vực cổ xí cho những thói hư tật xấu ấy một cách công khai. Nên chăng đã đến lúc bộ văn hóa cần có những chế tài mạnh mẽ, ví như rút lại các danh hiệu đã công nhận, rút giấy phép hành nghề vĩnh viễn. Một số những cái bạn đọc khác thì cũng nêu ra ý kiến tương tự: cần phải phong sát tất cả những nghệ sĩ nào không phải là hình mẫu tốt cho xã hội. Showbiz cũng là con người, làm sai đến đâu thì cũng phải xử đến đó. Đặc biệt là người của công chúng thì cần phải có những biện pháp răn đe nặng hơn người bình thường. Trong khi đó thì các bạn như là Khai Trần hay Nguyễn Minh Thắng lại đặt vấn đề về phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội, đề nghị đóng vĩnh viễn Facebook, mạng xã hội của mấy nghệ sĩ phát ngôn lung tung. Đừng để gương xấu cho giới trẻ làm fan hâm mộ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tổng hợp một số những cái ý kiến của những bạn đọc
đã bình luận, đã nêu ra những ý kiến của mình trong cái câu chuyện mà một số những cái ca nghệ sĩ có những cái phát ngôn gọi là thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa trong những cái lùm xùm liên quan đến những cái bê bối của một số những nghệ sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nghe được những cái phát ngôn thiếu chuẩn mực như thế này. Trong rất là nhiều những cái lùm xùm của giới showbiz thì chúng ta luôn ở đâu đó xuất hiện một số những cái bạn bè, người thân của họ chẳng hạn, mà trong đó là những cái danh hiệu như là nghệ sĩ nhân dân cho đến là nghệ sĩ ưu tú, thì vẫn có những cái phát ngôn thậm chí là chửi bới chính những người khán giả của mình. Đây là một điều mà nó dường như đó, đối với showbiz Việt Nam thì nó một điều rất là bình thường, bởi vì nó xảy ra hàng ngày. Và đây cũng chỉ là rất rất nhiều những ý kiến đã từng nêu lên. Thưa quý anh chị, là không biết đó, khi mà quý vị theo dõi câu chuyện cũng như là nghe một số ý kiến của một số bạn đọc đã gửi những cái ý kiến của mình gửi trực tiếp lên một cái tờ báo, đó chính là báo Vietnamnet, thì có biết rằng quý vị suy nghĩ như thế nào về những cái ý kiến này. Mong rằng quý vị chúng ta hãy để lại ý kiến của mình đó dưới phần video này để tất cả mọi người chúng ta có thể tham khảo và chia sẻ rất là nhiều thông tin cũng như là xung quanh cái câu chuyện này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú anh chị đã xem, đã ủng hộ kênh của Thanh Nguyên trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là vẫn có ủng hộ những cái mặt hàng mà em bán trên nền tảng YouTube này, đó chính là mặt ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Thì hiện tại đó em vẫn còn đang bán mặt ong rừng, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại em ghi trên màn hình 0395652797, bảo đảm cho cô chú anh chị là mặt ong rừng nguyên chất 100% chất lượng nha, bao xài bao thử miễn phí ship toàn quốc. Xin cảm ơn, như là hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video mới và những chủ đề mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghi trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.